Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của mình, và mình là Black Gia đây. Video hôm nay của mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm YouTube trên điện thoại và dành cho những bạn mới bắt đầu làm YouTube nhé các bạn nhé. Ở video này mình hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết làm YouTube và dành cho những các bạn mà mới bắt đầu làm YouTube, và mình sẽ hướng dẫn cực kỳ đơn giản trên điện thoại đó. Để làm được YouTube trên điện thoại của chúng ta chỉ cần 4 ứng dụng là chúng ta đã có thể làm YouTube rồi. Một, đó là ứng dụng của YouTube, và hai là ứng dụng của YouTube Studio, và ba là ứng dụng chỉnh sửa video, và bốn là ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Đó, chúng ta chỉ cần 4 ứng dụng đó thôi là chúng ta đã có thể làm YouTube trên điện thoại của chúng ta rồi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi, và mình sẽ hướng dẫn cực kỳ đơn giản nhất để giúp các bạn có thể làm được YouTube ngay trên điện thoại của các bạn. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ quay một cái video ngắn để làm video hướng dẫn và làm video ví dụ cho các bạn nhé. Đây các bạn nhé, mình sẽ quay video về con chó này để làm video hướng dẫn cho các bạn nhé. Đó. Rồi, mình đã quay xong. Rồi nha các bạn nhé, thì đây chính là 4 ứng dụng mà mình đã nhắc tới. 4 ứng dụng này có thể giúp chúng ta làm YouTube trên điện thoại cực kỳ đơn giản. Và sau khi mình đã quay xong video mà mình ưng ý rồi, thì chúng ta vào phần tiếp theo, đó là phần chỉnh sửa và cắt ghép video của chúng ta nhé. Thì để chỉnh sửa và cắt ghép video của chúng ta, thì ở đây mình đã cài sẵn ứng dụng KineMaster trên điện thoại của mình rồi. Nếu các bạn chưa tải thì các bạn có thể xem video trên YouTube để xem video hướng dẫn cách tải ứng dụng này về điện thoại nhé. Rồi, mình sẽ vào ứng dụng này để chỉnh sửa và cắt ghép video của mình nhé. Thì mình sẽ bấm dấu cộng để mình bắt đầu. Bấm 16:9. Rồi, thì ở đây mình sẽ thêm phương tiện để mình thêm video của mình nhé. Video mà mình đã quay sẵn hồi nãy, đây chính là video con chó này đây. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa cắt ghép tùy theo ý của các bạn nhé. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa đơn giản thôi, bởi vì mình đang làm video hướng dẫn cho tất cả các bạn. Rồi, thì ở đây mình sẽ click vào video này và thêm hiệu ứng cho nó. Mình sẽ đây, ví dụ mình sẽ tắt âm thanh của nó đi. Rồi, mình sẽ cắt đi và thêm hiệu ứng cho nó. Đó, cho nó đẹp. Đó, sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong video của các bạn hãy xuất video này ra. Và các bạn chọn độ phân giải nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn là Full HD 1080 luôn. Còn các bạn muốn chọn độ phân giải nào thì các bạn cứ chọn nhé. Rồi mình xuất, các bạn chỉ việc đợi thôi. Rồi nha các bạn, sau khi chúng ta đã chỉnh sửa và cắt ghép xong video của chúng ta rồi, thì bước tiếp theo đó là mình vào ứng dụng thứ hai, đó là ứng dụng của YouTube để chúng ta đăng tải lên video của chúng ta lên mạng. Rồi, ở đây mình sẽ bấm vào dấu cộng để mình tải video của mình lên nhé. Và mình chọn mục tải video lên. Rồi, ở đây mình sẽ chọn video mà mình đã chỉnh sửa hồi nãy, đó là hình con chó này, video con chó này nha các bạn. Rồi. Và mình bấm tiếp theo. Mình sẽ đặt tiêu đề cho video này, mình sẽ đặt là video hướng dẫn.
vào phần thêm mô tả này thì tùy các bạn nhé, các bạn muốn viết thế nào thì các bạn cứ viết nhé. Ở đây thì mình sẽ không viết vì mình muốn cho nó nhanh hơn. Và chế độ hiển thị này mình sẽ bỏ riêng tư bởi vì mình chưa chỉnh sửa xong video của mình nên mình tạm thời bỏ riêng tư. Và sau khi xong xuôi rồi các bạn bấm tải lên cho mình. Và để xem quá trình tải thì các bạn bấm vào thư viện đây. Và các bạn bấm vào video của bạn. Để các bạn xem video của các bạn đó. Video hướng dẫn này. Đó. Và mình sẽ thoát nhé. Quá trình đăng tải có thể mất 2 phút. Tùy theo video của các bạn, nếu video của các bạn dài thì nó sẽ lâu. Và nếu video của các bạn ngắn thì sẽ nhanh hơn và cũng tùy thuộc vào mạng của các bạn nữa. Ứng dụng tiếp theo đó là ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhé các bạn nhé. Thì ứng dụng chỉnh sửa ảnh này các bạn có thể vào CH Play để các bạn tìm tải nha các bạn. Mình sẽ không hướng dẫn trên video này nhớ. Và mình sẽ vào vấn đề chính của mình luôn. Đó là mình sẽ bấm vào hình ảnh này. Chỉnh sửa ấy. Rồi mình sẽ bấm là không này. Rồi mình sẽ vào phần thư viện này nhé. Lúc đầu các bạn mở thì ứng dụng này sẽ hiện như thế này. Các bạn vào phần thư viện này. Để các bạn tìm hình ảnh của các bạn. Và mình đã có sẵn ảnh này rồi. Mình đã chụp sẵn rồi. Mình sẽ lấy ảnh này. Đó. Các bạn đợi xíu. Đó. Sau khi hiện thế này rồi, mình sẽ thêm chữ cho nó đẹp hơn. Mình sẽ thêm nội dung văn bản này. Và mình sẽ cũng viết là video hướng dẫn. Đó. Các bạn muốn viết thế nào thì tùy các bạn nhé. Còn ở đây mình sẽ làm cách nhanh nhất. Và mình thêm màu sắc cho nó. Mình sẽ thêm màu đỏ. Và đường nét cho nó. Màu trắng. Đó. Cho nó rõ nét hơn. Đó. Ứng dụng này cũng rất là hay. Các bạn có thể tìm tải để chỉnh sửa hình ảnh của các bạn nhé. Rồi sau khi chỉnh sửa xong các bạn bấm vào phần mũi tên này. Để các bạn lưu hình ảnh của bạn. Các bạn bấm lưu hình ảnh này. Rồi các bạn đặt tên cho nó. Các bạn muốn đặt tên thế nào thì tùy các bạn. Mình cũng đặt là video hướng dẫn. Rồi mình chọn mục thứ hai này hoặc mục đầu tiên này cũng được nhé. Định dạng nào cũng được hết các bạn. Mình sẽ chọn lưu. À cái này có rồi. Đó, mình sẽ bấm là lưu. Và sau khi xong rồi các bạn thoát. Và sau khi các bạn đã chỉnh sửa ảnh xong rồi thì bước cuối cùng đó là chúng ta vào phần YouTube Studio nha các bạn nhé. Đây là ứng dụng thứ tư, là ứng dụng cuối cùng mà mình đã nhắc đến. Rồi các bạn kích vào để chúng ta chỉnh sửa video bên trong. Rồi sau khi xuất hiện như thế này thì các bạn bấm vào phần nội dung cho mình. Rồi thì mục đầu tiên chính là video đầu tiên chính là video mà mình mới tải lên, video hướng dẫn này các bạn kích vào video đó. Rồi các bạn bấm vào cho mình phần cây bút này để chúng ta chỉnh sửa thêm video của chúng ta. Ở đây mình sẽ bấm thêm cây bút này nữa vào phần cây bút này để mình thêm hình hình thu nhỏ cho video của mình. Hình thu nhỏ tức là hình mà mình vừa mới chỉnh sửa các bạn. Các bạn kích vào đây để chúng ta thêm. Rồi các bạn bấm vào hình mà các bạn vừa chỉnh sửa. Bấm một lần thôi. Đó. Rồi các bạn bấm xong cho mình. Rồi các bạn chỉnh sửa thêm ở đây nhé. Nếu các bạn muốn viết thêm phần mô tả thì các bạn cứ chỉnh sửa ở đây. Còn ở đây mình sẽ không chỉnh sửa nữa bởi vì mình đang hướng dẫn cho tất cả các bạn cách nhanh nhất. Rồi nếu các bạn chưa có nếu các bạn chưa thêm vào danh sách phát thì các bạn có thể thêm vào nhé. Đó, ở đây mình đã tạo sẵn rồi. Còn nếu các bạn chưa 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 có danh sách phát thì các bạn có thể xem video trước của mình đã làm sẵn video cách tạo danh sách phát rồi. Rồi, nếu các bạn chưa bật kiếm tiền, nếu các bạn chưa bật kiếm tiền thì các bạn có thể bật nhé. Đây. Đó. Rồi các bạn trở về. Nếu các bạn muốn công chiếu ngay thì các bạn bấm vào phần chế độ hiển thị này. Khi các bạn chọn công khai hoặc công chiếu thì có nghĩa là video của các bạn sẽ được
công khai và mọi người có thể xem video của các bạn trên YouTube rồi. Còn ở đây là video mình đang hướng dẫn thôi, nên mình sẽ không công chiếu và mình sẽ bỏ chế độ riêng tư thôi. Đó, mình sẽ bấm lưu. Vậy là video của mình đã xong rồi đó các bạn. Đó, làm video ngắn thôi nên là mình tải rất là nhanh, có 13 giây thôi. Đó các bạn ạ, cách làm video rất là đơn giản. Đó, mình vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm YouTube trên điện thoại cực kỳ đơn giản nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem xong video này của mình. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho những bạn nào mà mới tập làm YouTube nhé các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh mình để ủng hộ mình nhé. Rồi, bây giờ mình xin dừng clip tại đây thôi. Bye bye các bạn nhé. Bye bye.